Sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì em muốn trải nghiệm cuộc sống tự lập, không phụ thuộc vào bố mẹ, vì thế em đã suy nghĩ đến việc đi du học. Và qua tìm hiểu thì được biết đến Nhật Bản là một đất nước phát triển và đi đầu trong ngành giáo dục. Vì thế em đã chọn đi du học Nhật Bản. Vì là người ngoại quốc nên là việc khó khăn nhất đấy là vấn đề về giao tiếp. Nhiều khi không thể hiểu hết được ý của mọi người nói, mà cũng nhiều khi không truyền đạt được hết những ý mình nói. Thế nhưng mà rất là may mắn với em là luôn có các thầy cô giáo luôn sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ kinh nghiệm và dạy cho em về nhiều thứ, nên là cũng nhờ một phần vào bản thân nỗ lực nữa, nên là bây giờ em cảm thấy không có cũng có thể giao tiếp được bình thường nên không thấy khó khăn nữa. Sau khi tốt nghiệp thì em muốn làm việc tại công ty cũng như là salon tại Nhật để có thể được học hỏi và tiếp thu thêm nhiều kinh nghiệm. Nếu mà có thể thì muốn tự mình mở thì mình thấy mở một cái spa để cũng vừa làm đẹp cho mình và cũng làm đẹp cho mọi người nữa ạ.